Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung kính ngưỡng bái bạch trên Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Linh Hoa. Con cung kính ngưỡng bái bạch trên Đại Đức Trụ Trì Chùa Linh Hoa. Kính gửi lời chào, lời chúc sức khỏe, trí tuệ, an lạc và hoan hỷ đến tất cả quý Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử thân mến, đây là lần đầu tiên Đạo Tràng Pháp Bảo được về với Chùa Linh Hoa, đảnh lễ Tam Bảo, vấn an sức khỏe của Sư Ông Viện Chủ và Đại Đức Trụ Trì. Và đây cũng là lần đầu tiên Chùa Linh Hoa và Chùa Pháp Bảo cộng tu với nhau. Kỷ niệm đầu tiên nếu mà nó suôn sẻ quá đó thì rất dễ quên, nó không nhớ được đâu, đúng không ạ? Nên hôm nay có lẽ là điện thì có thể cúp, nhưng đây là một trong những kỷ niệm không thể quên được, biệt đối với Đạo Tràng Chùa Pháp Bảo. Nên đối với bản thân con nghĩ ra đây là một cái điều nhân duyên rất là đặc biệt. Nếu mình tới đây có điện, có quạt mát, chưa chắc mình đã nhớ. Mà hôm nay tới cúp điện, giảng bằng cái loa kẹo kéo, hơi nóng chút xíu. Nhưng đây là một kỷ niệm có thể là như thế nào ạ? Khó phai, đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không? Cũng khá lâu rồi, dạ cũng khá lâu rồi mới quay trở về Chùa Linh Hoa, đảnh lễ Tam Bảo, diện kiến, vấn an sức khỏe của Sư Ông, cũng như là Đại Đức Trụ Trì ở đây. Và có lời thăm hỏi đến tất cả quý Phật tử Chùa Linh Hoa trong khóa tu một ngày an lạc. Và chủ đề hôm nay cái tên muốn chia sẻ đến toàn thể quý Phật tử Chùa Linh Hoa, cũng như là quý Phật tử Chùa Pháp Bảo, có tựa đề là Nắm thật chặt nhưng cũng chỉ giữ được hư không. Kính mời quý Phật tử cùng lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thông thường á, quý Phật tử lưu ý một điều vậy nè: cái nào mạnh hơn sẽ chi phối cái yếu hơn. Ví dụ bây giờ nếu quý Phật tử chú tâm lắng nghe pháp thoại, tâm hồn chúng ta được tưới tẩm bằng những giọt nước cam lồ của chánh pháp, chúng ta cảm thấy thư thái, mát mẻ, an nhiên, thì cái nóng bên ngoài không thể làm cho chúng ta bị bức rứt khó chịu được. Còn nếu chúng ta ngồi đây, chân chúng ta đau, lưng chúng ta mỏi, mình không lắng nghe được những lời pháp thoại, thì chúng ta sẽ bị cái nóng bên ngoài tác động. Bây giờ hỏi nhỏ này, quý Phật tử đang cảm thấy nóng hay là cảm thấy mát? Ai mát thì cho một tràng pháo tay. Mà thực chất là mát thật mà, đúng không? Ví dụ cái tên ngồi đây này, đang có gió vô rồi đó. Có thể là điện lực không có ủng hộ chúng ta, nhưng mà khải thành tin ông trời ủng hộ chúng ta. Bây giờ trời có gió này, nắng cũng đã tắt rồi, và chúng ta tin điều đó. Quý Phật tử có đồng ý với thầy không ạ? Dạ rồi. Nên cái tên về Chùa Linh Hoa giảng đã 4-5 năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên cái tên cảm thấy, mặc dù không có điện, không có quạt, không có đèn, nhưng mà lần đầu tiên cái thần cảm thấy rất là ấm áp. Ấm áp vì có Đạo Tràng Pháp Bảo tới đây cộng tu, ấm áp vì có Đạo Tràng Linh Hoa vẫn tinh tấn tu tập như ngày nào, và đặc biệt có được sự chứng minh của Sư Ông nữa. Nên đây là một điều vô cùng tuyệt vời. Nên hy vọng hôm nay chúng ta sẽ nghe một bài giảng, và bài giảng này sẽ ghi hình lại một cái kỷ niệm nào đó khó phai đối với Đạo Tràng Linh Hoa cũng như là Đạo Tràng Pháp Bảo. Và đề tài như lúc nãy cái thần nói, nắm thật chặt nhưng chỉ giữ được hư không. Vì sao tay chúng ta cứ nắm thật chặt, nhưng mà cuối cùng trong tay lại không có gì cả? Ví dụ, chúng ta có biết cát không ạ? Cát bỏ trong tay, ví dụ để nguyên vậy này, thì như thế nào? Nó vẫn còn nguyên. Còn nếu mà cát đang nằm trong tay mà chúng ta càng nắm càng chặt thì như thế nào? Nó rơi xuống, và cuối cùng tay chúng ta đúng chỉ nắm được hư không thôi, không còn điều gì cả. Và quan sát cuộc sống này cũng vậy, chúng ta dễ dàng nhận thấy được cuộc đời này là mong manh, là tạm bợ, là vô thường. Hôm nay còn, mai có thể mất, không còn điều gì cả. Và vô thường thì xin thưa không chừa bất cứ ai cả. Dù nghèo hay là giàu, dù sang hay là hèn, dù nam hay là nữ, dù ở bất kỳ một tầng lớp, một giai cấp nào trong xã hội này, thì vô thường cũng như thế nào ạ? Cũng không chừa bất cứ ai cả. Và đã không ít người vội vã ra đi, sinh ra trong kiếp sống này
rồi vội vã nhắm mắt lìa đời, vội vã nhắm mắt ra đi mà chưa kịp trồng được bất cứ một hạt giống thiện lành nào ở cuộc đời này cả. Hoặc là họ mang theo rất nhiều những ý niệm tốt đẹp, họ mang theo rất nhiều những hạt giống thiện lành, chỉ có điều là chưa kịp gieo trồng những hạt giống đó và chưa kịp thu hoạch bất cứ một cái phước báo nào, rồi lặng lẽ ra đi. Và rốt cuộc tài sản do mình làm ra thì nó tứ tán, nó không hội tụ được, nó không giữ được. Trong khi đó cái hành trang của chúng ta bước đi từ kiếp này sang kiếp khác nó lại rỗng không. Những điều mình nghĩ là quan trọng nhất, những điều mà mình bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, những điều mình dành cả thời gian, công sức, tâm sức để làm ra nó, để giữ nó, cuối cùng mình ra đi không mang theo bất cứ điều gì cả, lúc đó hối tiếc cũng không kịp. Điều mình nghĩ quan trọng mình lại không mang theo được, điều chúng ta lại ít quan tâm, ít đầu tư, ít tích lũy, cần phải mang theo, cuối cùng hành trang không có điều gì cả. Mà nếu trong cái hành trang của mình điều cần lại không có thì chắc chắn rồi chúng ta khó sinh về được nẻo lành, mà chúng ta sẽ dễ bị đọa lạc xuống cõi xấu. Và những người như vậy trong cuộc đời này có hiếm không ạ? Không hiếm, mà lại có rất là nhiều. Cũng vậy, có người tỉnh sáng hơn, họ thấy rõ được cuộc sống này là bấp bênh, là mong manh, là tạm bợ, tất cả đều là vô thường. Và họ tỉnh giác về điều đó, thì từ lúc họ tỉnh giác về cuộc sống là tạm bợ, là vô thường, nên họ đã tu tập, họ lập được cái hành nguyện sẻ chia. Có thể lúc đó họ không giàu có, họ không quá sang trọng, họ không quá dư dả, nhưng họ biết rằng nhìn lên có lẽ không bằng ai, nhưng khi nhìn xuống thì xin thưa có rất nhiều người không bằng mình. Và biết cuộc đời là mong manh, là tạm bợ, họ không bo cho mình nữa, mà biết mở rộng trái tim để yêu thương, biết dang rộng vòng tay để sẻ chia. Tại vì họ biết rằng lỡ một mai cơn gió vô thường đến, cuộc đời của họ chấm dứt trong vòng chỉ một hơi thở thôi, thì những điều họ hoan hỷ, họ cho đi, họ chia sẻ sẽ trở thành phước báo vững chắc cho hành trang đi từ kiếp này sang kiếp khác sinh về cõi lành. Đồng ý không quý Phật tử? Và tùy duyên tu tập, tùy duyên lập hạnh, chia sẻ, bố thí, cho đi một phần chính đáng của mình, thì chắc chắn luôn luôn mang lại hạnh phúc, an vui cho bản thân người đó, cho người thân của người đó, cho tất cả mọi người và muôn loài chúng sinh. Ngoài ra, nếu trong một trường hợp bất khả kháng nào đó, chúng ta không có bất cứ điều gì có thể cho đi, chúng ta không có bất cứ một điều gì có thể bố thí cả, nhưng mà chỉ cần cái tâm thôi, tâm hoan hỷ thí, tức là thấy ai đó làm được điều thiện, thấy ai đó làm được điều lành, thấy ai đó đang thực hiện được cái bố thí, thì mình vui vẻ hoan hỷ với sự bố thí đó, thì phước chúng ta cũng như bố thí. Đồng ý không ạ? Đồng ý không ạ? Bây giờ cái thành xin được trích nguyên văn đoạn kinh này như sau. Một thời Phật ở nước Xá Vệ rừng Kỳ Đà vườn cốc cô độc, bây giờ Thế Tôn cho bảo các tỳ kheo: đời có hai người không biết chán đủ mà bị mạng chung. Thế nào là hai người? Nghĩa là người được tài vật hằng cất giấu và người được tài vật mà thích cho người. Đó là hai người không biết chán đủ mà bị mạng chung. Bây giờ có tỳ kheo bạch Thế Tôn: kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con không hiểu nghĩa, chỉ nói sơ lược này. Thế nào là được tài vật mà cất giấu? Thế nào là được tài vật mà cho người? Quý mong Thế Tôn diễn rộng nghĩa này. Thế Tôn dạy: hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ, ta sẽ vì các thầy phân biệt nghĩa này. Xin vâng bạch Thế Tôn. Bây giờ Phật dạy các tỳ kheo: ở đây có người tộc tánh học các kỹ thuật,
học, hoặc tập làm ruộng, hoặc tập thư sớ, hoặc tập kế toán, hoặc tập thiên văn, hoặc tập địa lý, hoặc tập bói tướng, hoặc tập đi sứ phương xa, hoặc làm vương tá, chẳng tránh lạnh nóng, đói rét, cần khổ để tự mưu sống. Người ấy bỏ ra công sức này mà được tài vật, người ấy không dám ăn xài, cũng không cho vợ con, cũng chẳng cho nô tỳ, những người thân thuộc cũng đều chẳng cho. Tài vật của người ấy hoặc bị vua cướp đoạt, hoặc bị giặc giã, hoặc lửa cháy, nước cuốn, phân tán chỗ khác, chẳng được lợi ích. Hoặc ngay trong nhà có người phân tán tài vật này, chẳng giữ được mãi. Đó là này tỳ kheo, người được tài vật mà che giấu. Còn thế nào là người được tài vật mà phân phát? Có người có tộc tánh, học các kỹ thuật, hoặc tập làm vườn, hoặc tập thư sớ, hoặc tập kế toán, hoặc tập thiên văn, địa lý, hoặc tập bói tướng, hoặc học làm sứ phương xa, hoặc làm vương tá, chẳng tránh lạnh nóng, đói rét, cần khổ mà tự mưu sống. Người ấy ra công sức này mà thu hoạch tài vật, họ ban pháp cho chúng sinh, cấp cho cha mẹ, nô tỳ, vợ con, cũng cấp rộng đến sa môn, bà la môn, tạo các công đức, trồng phước cõi trời. Đó là này tỳ kheo, được vật mà bố thí. Đó là này tỳ kheo, hai người không biết chán đủ. Như người trước, được vật mà cách chứa, các thầy hãy nhớ xa lìa. Người thứ hai, được vật mà bố thí rộng rãi, các thầy nên học nghiệp này. Như thế, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Bây giờ các tỳ kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm. Kinh Tăng Nhất A Hàm, tập 1, Phẩm Tàm Quý, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1997, trang 260. Chúng ta cho một tràng pháo tay nữa để cùng phân tích đoạn kinh này. Trong đoạn kinh này thì Đức Phật chia làm mấy hạng người quý Phật tử? Hai hạng người. Hạng người thứ nhất có của, có tiền, có tài vật, có tài năng, nhưng cất giấu kỹ. Kỹ đến độ là vợ của mình, chồng của mình, con của mình, anh chị em của mình, ông bà cha mẹ, người thân của mình, họ cũng không cho đi, họ cũng không chia sẻ. Hạng người này quý Phật tử đã từng gặp trong cuộc đời này chưa? Có chưa ạ? À, gặp rồi, Khải Thành đã gặp rồi. Và không phải một người đâu, mà cũng khá nhiều người. Bây giờ chúng ta xét hạng người này. Có của mà không biết xài, có của mà không biết cho đi, thì có hạnh phúc không? Không. Đúng không? Người này có của mà không có phước, có của mà không có đạo đức, thì xin thưa, khổ nhiều hơn vui. Tại vì sao? Kiếm ra được cái đồng tiền, cái tài vật đó khó hay dễ? Khó. Họ cũng đổ mồ hôi, họ cũng sôi nước mắt mới có được số tiền đó. Nhưng kẹt một cái có tiền ra mà bo ích kỷ. Thứ nhất là sợ mất. Có tiền mà bỏ tiền trong nhà, sợ cắp, sợ trộm, sợ cướp. Rồi thậm chí sợ ai nữa? Sợ ba mẹ mình biết, sợ vợ mình biết, sợ chồng mình biết, sợ con mình biết, sợ mọi người biết mình có tiền. Họ cắp của mình thì sao? Họ trộm của mình thì sao? Hoặc là họ không cắp, họ không trộm, mà họ biết mình giàu mà mình không cho đi, họ chê mình keo kiệt thì sao? Nên chúng ta thấy không? Ôm của mà bo mà cất giữ khổ lắm. Thà nghèo nghèo cũng được, hoặc là trung bình cũng được, nhưng mà sống như thế nào ạ? Có trên, có dưới, có trước, có sau, tùy vào khả năng của mình để cho đi mới là hạnh phúc thực sự. Đồng ý không ạ? Nên chúng ta thấy đó, rõ ràng nếu được tài vật mà mình lại đi che giấu, và cái sự che giấu này không biết chán, không biết đủ, tức là sao ạ? Ví dụ ban đầu nói, thôi bây giờ thời gian đầu làm ăn thì cũng phải gói ghém, chắc là phải làm ăn như thế nào nhỉ? Được vài vụ lời đã,
rồi lúc đó mới chia sẻ, mới cho đi. Thế là cũng được, chắc cũng còn sót lại cái phước nào đó. Thế là làm ăn kinh doanh buôn bán nó cũng ổn. Thế là tiền như thế nào ạ? Vốn nó nhiều, lời nó cũng khá nhiều, lời được 3-4 lần. Lúc đó ồ, lời cũng có rồi đó, nhưng mà chưa chắc. Chắc là bây giờ phù hộ cho lời được 10 lần thì bắt đầu mới cho đi. Và xin thưa, cũng lời được 10 lần, nhưng 10 lần rồi chưa chắc. Chắc là phải 100 lần. Tức là sao? Tức là cái sự keo kiệt, cái sự bỏng sẻn, cái sự cất giấu tài vật này không biết chán, không biết đủ. Và xin thưa, trong cuộc đời này nhiều không quý Phật tử? Nhiều lắm. Khải Thanh đã gặp và người đó rất thân với mình luôn mà vẫn không khuyên được. Họ keo kiệt đối với chính bản thân của họ, họ keo kiệt đối với vợ, với chồng, với con của họ luôn quý Phật tử ạ. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, uống không dám uống. Tiêu xài phung phí thì chúng ta không dám nói rồi, nhưng mà tiêu xài những cái khoản nào cần phải tiêu, cần phải xài, họ cũng không dám tiêu xài. Khổ lắm quý Phật tử ạ. Thì xin thưa, có một lý do vì sao cái người đó kiếp này có phước, họ giàu có, nói gì thì nói, họ có của, giàu là như thế nào? Có phước. Nhưng mà tại sao họ có phước kiếp này họ giàu, họ có rất nhiều tiền, nhưng tại sao họ không hưởng được? Xin hỏi quý Phật tử, lý do vì sao? Lý do vì sao kiếp này họ vẫn giàu, họ vẫn có nhiều tiền, nhưng họ bo bo, cất giữ, không chia sẻ cho ai, và thậm chí keo kiệt với chính bản thân của họ? Lý do vì sao? Nhân quả vì sao? Ai biết? Họ không bố thí làm sao kiếp này họ giàu được? Chắc chắn họ có bố thí, nên kiếp này họ vẫn có của mà, họ vẫn giàu. Nhưng mà tại sao giàu không xài được? Khổ. Mà trong cuộc đời này quý Phật tử có thấy không? Có, họ giàu lắm. Nhưng mà tại sao một bên nhân quả họ được giàu, một bên nhân quả họ lại không được sử dụng cái số tiền đó? Lý do vì sao? Lý do như vậy này. Họ đã bố thí, họ đã cúng dường, thậm chí bố thí và cúng dường rất nhiều. Nhưng sau đó họ chấp, họ tính, họ kể, và đặc biệt họ tiếc nuối. Chính cái tâm đó, chính cái tâm đó thì làm cho họ kiếp này có phước. Tại vì có bố thí mà, có cúng dường, có từ thiện mà, có phước giàu. Nhưng mà do trong lúc bố thí tiếc nuối, chấp quá. Thế là vì có cái tiếc đó, một bên là cho đi, nhưng mà có cái tâm cho đi, nhưng vẫn có cái tâm tiếc nuối. Thế là cho đi được giàu có, nhưng tiếc nuối bây giờ có tiền vẫn không xài được. Quý Phật tử đồng ý điều này không ạ? Đồng ý điều này không ạ? Đây không phải là Khải Thanh nói, mà đây là một câu chuyện có thật. Cụ thể đây là một gia chủ tên là Mahanam. Ông này ở nước Xá Vệ, là một điển hình trong thời Đức Phật. Ông này cực kỳ giàu có. Tiền bạc của ông là phải lấy xe để chở. Sau khi mà ông chết đi á, thì vua quan mới tịch thu tài sản của ông, thì phải đem đến 5 đến 10 xe mà chở vàng tiền của, vẫn không chở hết được. Vẫn không chở hết được. Thì lúc đó ông là một người cực kỳ giàu có ở đất nước Xá Vệ thời Đức Phật. Và vì sao kiếp này ông giàu như vậy? Tại vì những kiếp trước ông cúng dường, cúng dường, ông bố thí. Nhưng khi cúng dường, ông lại không có lòng kính tin. Tức là cúng thì cứ cúng, nhưng mà không có niềm tin kính Tam Bảo. À, không có sự tôn trọng khi cho ai đó một cái vật phẩm nào đó. Có thể là cúng dường chùa, cúng dường Tam Bảo, cúng thì cúng thôi, nhưng mà không có niềm tin kính. Có thể đã đi từ thiện từ chỗ này đến chỗ kia, nhưng đi từ thiện lại không đủ lòng từ bi, và không có sự tôn trọng cần phải có đến những người cần mình giúp đỡ. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, cúng xong rồi, từ thiện xong rồi, bố thí xong rồi, lại sinh cái tâm hối tiếc. Nên đó là lý do vì sao ông giàu có rồi, nhưng ông không có thụ hưởng được những cái tài sản đó đúng với chánh pháp.
mà khi giàu có rất nhiều tài sản mà không thụ hưởng được những tài sản đó thì chẳng khác nào một kẻ vô phước thiếu phần. Đồng ý không quý Phật tử? Xin thưa quý Phật tử, làm giàu khó hay dễ? Khó đó, đúng không? Ví dụ như là khi chúng ta đi học, lớn lên, tìm việc làm, mưu sinh, lập nghiệp, buôn bán, ai mà chả muốn giàu? Xin thưa ở đây hỏi nè, ai muốn giàu giơ tay phải thành xem. Ai muốn giàu giơ tay? Không giơ tay là muốn nghèo hả? Mà giơ tay thì ngại quá, đang ở chùa mà. Không sao, thầy cũng muốn giàu như thường. Ai cũng muốn giàu cả. Thì ai cũng muốn giàu, nhưng có phải ai cũng được giàu không? Không, hiếm lắm. Ví dụ 100 người muốn giàu, chưa chắc có được một người giàu. Sự thật là vậy, đúng không ạ? Nên chúng ta làm kinh doanh, buôn bán, học tập để mà có được sự giàu có, xin thưa, không phải là dễ đâu. Rất là khó. Nhưng khi giàu có rồi mà biết thọ hưởng cái tài sản đó đúng với chánh pháp, đúng với đạo đức làm người thì càng khó hơn nữa. Và cụ thể là ông này, ông Mahanam này, ông có tiền nhưng ông lại không biết biết tiêu, không biết xài, không phục vụ được cho bản thân của ông, cũng không giúp ích được cho gia đình, cũng không giúp ích được cho xã hội. Và khi cái phước cũ dùng đã hết, phước mới lại không có phát triển, không vun bồi, thì khi thân hoại mạng chung, khi chết thì tài sản của ông này bị sung vào công quỹ. Phước cũng đã hết, đúng không ạ? Phước cũ đã hết, phước mới không tạo. Một bên tài sản bị đưa vào công quỹ, còn một bên ông lại bị đọa xứ xuống địa ngục. Thì đúng là tiền nhiều mà chả làm lợi ích cho ai thì thà đừng có tiền. Được không quý Phật tử? Được không ạ? Nên ở đây chúng ta thấy một điều rằng khi chúng ta làm có tiền, đáng lẽ ra mình và người thân trong gia đình của mình, ít nhất là ông bà, là cha mẹ, là vợ, là chồng, là con cái, anh chị em, đúng không ạ? Ít nhất trong cái cộng đồng nhỏ đó, trong cái gia đình nhỏ của đó, phải hưởng được cái thành quả lao động mà đáng ra mình phải được hưởng. Và không chỉ có thế, sự cất chứa những cái tài vật khiến cho chúng ta có một cái tâm gì? Tham ái rất là nặng nề. Tại vì mình quý nó, mình mến nó, mình xem nó là quan trọng nên mình mới không dám cho đi. Và càng cất, càng giữ, càng keo kiệt, càng bỏng sẻn bao nhiêu thì tâm chúng ta lại thâm, lại tham, lại ái, lại luyến với tài sản đó bấy nhiêu. Và khi lỡ cơn gió vô thường đến, chúng ta không hẹn ngày đến, chúng ta nhắm mắt lìa đời mà với cái tâm ích kỷ, bỏng sẻn và tâm luyến ái vào tài sản, xin thưa, có dễ siêu thoát không? Có thể sẽ làm ma vất vưởng, tại vì xót tiền keo kiệt. Có thể làm ngạ quỷ, tại vì sao? Sống ích kỷ quá mà, cái tâm ích kỷ quá. Mà tâm ích kỷ là một trong những cái nghiệp chính để cho chúng sinh đó đọa làm ngạ quỷ, hoặc là đọa làm súc sanh như một con chó để giữ của. Ngày hôm qua cái thành có giảng ở chùa Đức Hòa, quý Phật tử ở Pháp Bảo đã đi nghe rồi đúng không? À, cũng là một ông này rất giàu có và cũng keo kiệt y như ông này luôn. À, y như ông này luôn, y như ông Mahanam này. À, rất là giàu có nhưng mà keo kiệt. Keo kiệt. Thì cuối cùng ông chết bất đắc tài tử. Tức là ông đang rất là khỏe mạnh, đùng một cái ông chết. Như trong xã hội ngày nay là vậy, bị tai biến đó quý Phật tử, hoặc là đột quỵ, hay là trúng gió, hoặc là một cái tai nạn nào đó đó, thì ông bị chết. Mà chết như vậy rồi đâu có kịp di chúc lại cho vợ, đâu có kịp di chúc lại cho con. Mà ích kỷ, sợ vợ mình lấy của, sợ con mình lấy của, nên có dám nói vàng rồi dám nói của để đâu không? Không, tại ông đâu có tin ai đâu. Nên chết với cái tâm là bất đắc tài tử và luyến tiếc tài sản, ích kỷ. Ông vừa chết là ông đã đầu thai vào bụng một con chó mẹ rồi. À, đến ngày đủ tháng sinh ra thì vẫn còn duyên, vẫn còn phước.
thì đứa con trai lại mua cái con chó đó đem về nhà để nuôi. Nhưng ông này vẫn còn chút duyên phước, mặc dù là chó nhưng mà con trai vẫn còn có cái duyên mà. Duyên như thế nào? Cha con mà, trong kiếp trước mà, rất là thương, cho ăn những đồ ăn ngon, cho nằm trên một cái phản chứ không có nằm dưới đất như những con chó khác. À, một lần Đức Phật đã thấy, đã đến nhân duyên hóa độ cái người con trai này rồi, thì người đó Đức Phật mới đi khất thực, đi đúng ngay nhà của ông này. Thì khi Đức Phật vừa ôm bình bát tới thì con chó nó chạy ra, nó sủa. Sủa làm gì? Giữ của. Ở đây chúng ta có nuôi chó không? Ví dụ cái thằng có nuôi hai con chó Mina, Minu và thêm một con Lucky nữa. Nó có một cái này quý Phật tử, ai đem vô chùa điều cái gì không bao giờ sủa, nhưng mà ai cầm một cái gì ra khỏi là nó sủa. Tại sao? Nó giữ của. Nó giữ của. À, thì ông này cũng vậy, thấy Đức Phật vào là bắt đầu, lúc đó là thanh chó rồi, nó sủa Đức Phật, tại sợ Đức Phật lấy của. Thế là Đức Phật nhìn và răn dạy. Lúc khi ông còn sống là một vị trưởng giả giàu có, chưa bao giờ biết bố thí, biết cúng dường, mặc dù sống gần chư tăng, sống gần Như Lai. Bây giờ đã hết phước đọa làm súc sanh, vẫn chưa tỉnh ngộ hay sao? Nghe câu đó thì con chó bắt đầu tỉnh ngộ, nó buồn, nó không ăn và nó bị bệnh. Người con trai sau khi đi làm về thì nghe giai nhân kể lại. À, kể lại hôm nay có Đức Phật tới, rồi con chó nó chạy ra nó sủa, và Đức Phật nói con chó này á, là tiền thân á, là ai? Là ông gia trưởng, tức là sao? Gia chủ, tức là sao? Tức là bố của người con trai này, bức xúc chứ. Bố của mình mới mất, đúng không? Mà tự nhiên Thế Tôn lại nói con chó này là bố của mình, khó chịu, bức xúc, nhưng lại cũng tò mò. Tò mò tại vì sau khi Đức Phật nói xong thì con chó này đúng là nó bệnh, nó không ăn. Thế là người con trai này mới đi thẳng vào trong tinh xá, bạch Thế Tôn nói tại sao cha của con mới mất mà bây giờ Thế Tôn hôm nay lại nói con chó này trước tiền thân là cha của con. À, như vậy thì Đức Phật mới nói chuyện. Đức Phật mới nói là lúc xưa cha của ông như vậy đúng không? Nó dạ đúng. Lúc xưa cha của ông có tính như vậy đúng không? Dạ đúng. Lúc xưa cha của ông để lại rất nhiều của cải tài sản, nhưng khi mất đi gia đình chỉ kiếm được một phần nhỏ đúng không? Dạ đúng. Thế là Đức Phật kể tới đâu ông như thế nào? Ông khẳng định đều có, đều có. Thì từ cái tâm bức xúc, khó chịu, tò mò, hoài nghi, thì sau một hồi được Đức Phật như thế nào ạ? Chia sẻ, giảng dạy, thì tâm ông vỡ òa ra. Và Đức Phật nói bây giờ con muốn biết được những cái của cải, những cái tài sản mà trước kia cha ông đã để lại mà vợ mà con không biết không? Nó dạ muốn. Thế là Đức Phật nói lấy một ít mật ong pha trộn chung với thức ăn cho con chó này ăn. Cho ăn xong thì hỏi của để đâu, thì nó sẽ chỉ ở đó. Thì người con trai này về làm đúng lời như vậy. Và đúng, cho ăn rồi dẫn chú chó đi, nó sủa ở đâu thì moi lên, tiền ở đó, vàng ở đó, của ở đó. Nên chúng ta thấy đó, một bên chúng ta làm vất vả để có tiền mà không có xài được, không lợi ích cho mình, không lợi ích cho mọi người, thì có tiền nó đâu có lợi ích gì đâu. Một bên đã cất giấu thì chắc chắn càng cất giấu thì càng tham lam, càng tham lam thì càng ích kỷ, càng ích kỷ thì càng luyến ái vào tài sản đó. Và càng luyến ái vào tài sản đó khi chết khó siêu lắm. Được không quý Phật tử? Được không ạ? Là một người đệ tử Phật chân chính, chúng ta có trí tuệ thì cần phải học cách thọ hưởng đúng pháp những tài vật của mình làm ra. Một phần chúng ta tái sản xuất đầu tư, một phần chúng ta lo cho bản thân của mình, một phần chúng ta lo cho gia đình của mình, một phần phòng khi ốm đau bệnh tật thất nghiệp có một khoản để chi tiêu, và phải có một phần bố thí cúng dường từ thiện
cho đi với tâm hoan hỷ và xả ly. Đó mới là trí tuệ của người đệ tử Phật trong vấn đề thọ hưởng tài vật và tiền bạc. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không? Còn xin thưa, chúng ta cứ bo như vậy thì có hai vấn đề sau đây sẽ xảy ra. Thứ nhất, chúng ta sẽ bị một số tai ương cướp mất đi tài sản của mình. Có thể là nhà cháy, có thể là nước cuốn, có thể là giặc cướp, có thể là vợ chồng, con cái, một người thân nào đó trong gia đình phá hoại, ăn chơi, nghiện ngập, cờ bạc và mình phải mất đi số tiền cho những khoản đó. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, chúng ta sinh ra trong cuộc đời này, chúng ta thọ hưởng quá nhiều ơn huệ của đất trời, của vũ trụ, của tạo hóa và nhân quả công bằng. Khi mình đã thọ hưởng quá nhiều những điều kỳ diệu của đất trời, của tạo hóa, của vũ trụ mà không biết cho đi, không biết chia sẻ, thì tạo hóa này, vũ trụ này, nhân quả này sẽ cho chúng ta một tai nạn bất ngờ, một căn bệnh bất ngờ, một thất bại nào đó sẽ làm mất đi tài sản đó. Nên nhớ đừng bao giờ cất giấu tài sản thật là kỹ mà không mang lợi ích cho ai cả. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không ạ? Nên chúng ta có chánh kiến, có trí tuệ thì chắc chắn rồi, chúng ta thọ hưởng tài sản đúng pháp. Và đúng pháp như thế nào? Chia tài sản làm 5 phần, đúng không ạ? 5 phần như thế nào? Thầy trò chúng ta đã nói rồi. Và nếu chúng ta biết tận hưởng cái phước cũ, tận hưởng cái phước cũ để ngay trong hiện tại này chúng ta vui, và chúng ta tận lực tạo ra cái phước mới để đời sau cũng được vui, đời sau cũng được an lạc. Tại vì sao? Tại vì phước cũ mình tạo, kiếp này mình xài được an vui. Nhưng ngay lúc này mình xài mà không biết tạo dựng phước mới thì xin thưa, phước cũ nhiều cỡ nào cũng đến lúc phải hết. Mà khi đã hết phước rồi, khổ không ạ? Quá khổ. Nên chúng ta hãy tận dụng phước cũ để có được đời sống hiện tại an lạc. Và trong giây phút hiện tại này, chúng ta lại tiếp tục tinh tấn tu tập, chúng ta lại có những cái phương pháp đúng với chánh pháp để tạo ra phước mới, để đời sau cũng được an vui. Đời này vui, đời sau cũng vui. Đây là một điều vô cùng tuyệt vời. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không? Còn ngược lại, nếu chúng ta được tài vật mà cất giấu thật là kỹ với cái tâm ích kỷ, bỏng sẻn, tham lam, không biết phân phát, không biết cho đi, không biết tráng đủ, thì xin thưa không được, không được phước nha, không được phước mà còn bị tai họa nữa, là như vậy. Thế Tôn trong bài kinh này đã chỉ rõ có hai hạng người không biết tráng đủ. Hạng người thứ nhất được tài vật mà che giấu. Hạng người thứ hai được tài vật mà phân phát. Quý Phật tử chọn cho mình hạng người nào? Một hay hai? Hai. Tức là có, hãy biết cho đi, phân phát, chia sẻ bằng tất cả trái tim yêu thương của mình. Và cho đi rồi, chia sẻ đi rồi, bố thí đi rồi, đừng tiếc, được không ạ? Được không ạ? Nên trong bài kinh này Đức Phật cũng đã dạy rồi. Đức Phật dạy rằng nên lìa xa hạng người trước, tức là hạng người có của mà cất giấu không biết cho đi, mà chúng ta hãy học hạnh bố thí rộng rãi của hạng người sau. Thực chất mình cho đi, ai là người có lợi đầu tiên? Mình đấy quý Phật tử ạ. Mình đấy. Ví dụ các anh nhớ trong cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quý Phật tử đã tụng chưa? À, có một phẩm nói về vấn đề căn nhà cháy. Căn nhà nó đang cháy mà chúng ta cứ bo giữ của trong nhà thì nhà cháy, của cải cũng cháy. Còn trong lúc căn nhà đang cháy, chúng ta nhanh tay chúng ta quăng những tài sản có giá trị ra khỏi căn nhà, thì lỡ không cứu được căn nhà có cháy thiêu, cháy rụi, ít nhất vẫn còn tiền, vẫn còn của một phần nào đó. Cũng vậy thôi, chúng ta đang sống đây nè, thực chất đang sống trong ngôi nhà lửa, gọi là tam giới ngục tù, sắc giới, dục giới, vô sắc giới. Đang là trong ngôi nhà lửa đấy. Và khi sống trong ngôi nhà lửa này,
đến rồi cũng đi. Có cất tiếng khóc chào đời thì cũng sẽ có ngày nhắm mắt lìa đời. Và từ lúc cất tiếng khóc chào đời cho đến lúc nhắm mắt lìa đời, mà bo bo mà bỏng sẻn, mà cất giấu tài sản, mà ích kỷ, không biết cho đi, không biết bố thí, không biết cúng dường, không biết từ thiện, cơn gió vô thường đến, chúng ta bị thiêu rụi trong cơn gió vô thường đó, và tất cả tài sản phải để lại, không mang theo được điều gì cả. Được không quý Phật tử? Được không ạ? Đó là lý do vì sao Đức Phật nói xa lìa hạng người trước mà phải tập hành bố thí rộng rãi của người người sau, tại vì cho đi là còn mãi. Thế nên một người đệ tử Phật luôn luôn chúng ta phải tùy duyên mà bố thí. Tùy duyên bố thí nghĩa là sao? Nghĩa là không nhất thiết lúc nào cũng phải có tiền mới bố thí được. Lúc có tiền thì bố thí tiền, có nhiều bố thí nhiều, có ít bố thí ít. Không có tiền thì bằng công bằng sức của mình. Mà lúc đó chúng ta đang bệnh không có công có sức thì bằng tâm hoan hỷ của mình. Miễn sao trước khi bố thí vui, trong khi bố thí vui, sau khi bố thí vui, hoan hỷ và không tiếc nuối, tức là bố thí tùy duyên và bố thí có trí tuệ, thì chắc chắn công đức cũng viên mãn. Đồng ý không ạ? Đồng ý không ạ? Nên hôm nay được quay trở lại chùa Linh Hoa đảnh lễ Tam Bảo, vẫn đang sức khỏe của sư phụ viện chủ cũng như là đại đức trụ trì, có một thời pháp nho nhỏ chia sẻ đến toàn thể quý Phật tử, có một tựa đề nghe rất là dễ thương và thi vị lãng mạn, đúng không ạ? Nắm thật chặt nhưng cũng chỉ giữ được hư không. Đề tài như vậy, và thực tế trong cuộc sống này cũng như vậy. Tay chúng ta đưa lên nắm thật là chặt, nhưng xin thưa sẽ không giữ được bất cứ điều, chỉ còn là hư không mà thôi. Nói là như vậy, tuy nhiên nếu chúng ta sống có đạo lý thì một mai cơn gió vô thường đến, đúng là trên tay chúng ta ra đi cũng trắng đôi bàn tay, nhưng biết tu thì chúng ta lại có đầy những thiện pháp trong hành trang của mình để nâng bước chúng ta xin về cõi lành. Còn nếu chúng ta vẫn còn an nhiên tự tại sống trong cuộc đời này thì mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày chúng ta sống trong an vui, trong hạnh phúc, và chúng ta cũng sẽ góp phần gây dựng, phát triển, vun bồi hạnh phúc an vui cho tất cả mọi người và mọi loài. Kính chúc tất cả quý Phật tử thân khỏe, tâm an, tinh tấn tu hành, gieo trồng được nhiều thiện pháp, được sống trong ánh hào quang của ba đời mười phương chư Phật, đời đời kiếp kiếp sinh ra đều gặp được Phật pháp tín tu đạo giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.